Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chỉ tất cả các bạn là kiểm tra là xem là xe này hiện tại là nó không có chạy, thì mình sẽ chỉ qua kiểm tra coi xe này là nó bị cái vấn đề gì mà nó không chạy ha. Đó, thì đây là con xe điện. Đó, thì con xe điện này nó sẽ xài là bình 12 mà 12 thì bốn cái nó sẽ là 48V ha. Hiện tại là 48V thì xe này nó đang không chạy ha. Thì tại vì mình tháo ra là do là cái giắc này nó bị hư nè, thông qua là cái giắc này nó bị bể nè. Cho nên là một lát nữa mình sẽ gáp vô mình thay cái này luôn cho mình tháo mấy cái này ra thôi. Chứ thật sự là không có tháo mấy cái này ra để làm gì. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành là đâu. Thì mình kiểm tra xong mình sẽ ghi cách cho các bạn kiểm tra này nha. Ok, thì mời các bạn xem theo chi tiết này. Mình kiểm tra. Đó, kiểm tra thì đây là cái dây bình nè, dây bình nè. Bình nó chạy tới đây nè, nó chạy vô cái bo này, mình sẽ rút ra rồi nó chạy vô cái bo này nè. Đây nè, nó sẽ chạy vô cái bo này, mình sẽ rút dây ra nè. Đâu mình tiến hành kiểm tra. Đó. Kiểm tra thì đối với xe điện á thì nó sẽ xài nó cái cọng dây nè, cọng dây đen này nó sẽ là cọng dây mát chứ nó không phải là cọng dây lửa nha. Đó. Còn có nhiều anh em mà tại mình thấy có nhiều anh em không biết làm xe điện, cái làm ra xong cái qua làm xe điện tưởng cái cọng dây này nè nó là cọng dây lửa, nhưng mà thật sự nó không phải là cọng dây lửa, nó sẽ dây mát. Thì mình tiến hành mình đo cái bình có nó có đủ điện không, nó có chạy vô tới cái bo không. Đây thì qua đen mình đưa đây, mình sẽ mở đồng hồ mình đo. Đó, sau khi mình đúc đồng hồ vô mình đo này là thiết bị này nó sẽ báo. Đó. Rồi mình rung tay quá nó nhảy như tầm bậy. Bạn đã chỉnh là cái. Đó, đây là sau khi là mình đo đồng hồ là nó điện nó là 51V, 51.3. Nó thì xe này nó 48V nhưng mà nó sạc đầy là 51.3 là ok, là bình thường nó. Tức là bây giờ bình nó lên tới đây nè. Bình nó lên tới đây là điện từ bình là đã ok rồi. Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái ống ga. Đó, thì đây là cái ống ga, thì mình tiến hành là mình sẽ nó không có, khi mình tháo cái dây rồi nó sẽ kết nối vào cái bo này nè. Nó sẽ kết nối, đây là dây từ trên ống ga xuống kết nối vô cái bo này, mình rút ra mình kiểm tra cái ống ga trên nó có hư không nè. Thì mình sẽ lấy cái giắc ngoài đó. Mình sẽ kiếm cái giắc ngoài mình đấu vô là mình gắn đây mình thử coi cái ống ga coi nó có bị hư hay không. Đó, thì mình sẽ dùng một cái thiết bị, đó là thiết bị kiểm tra ống ga. Cái đồ thiết bị kiểm tra ống ga thì mình sẽ tiến hành mình kiểm. Đó, thì mình sẽ gắn vô đây. Đỏ, vô dây đỏ. Đây, đỏ vô dây đỏ. Xanh. Vô xanh. Đó, đen là mát, mát vô mát. Đó, thì mình tiến hành mình mở lên, mở thiết bị lên, mở đèn lên, nó có con đắt đó thì mình mở lên. Thì mình sẽ lên ga này. Mình sẽ dặn tay mình dặn ống ga lên, nó mình dặn lên mà nó lên nó chớp nó mở đèn mà nó cháy gì nè, đó là chứng tỏ là cái ống ga mình là còn tốt còn sẽ được. Còn nếu nó không lên đèn mà mình dặn lên nó không lên, đó là ống ga mình hư. Đó, và mình cũng nói luôn, mình cũng giải thích về cái tay ga. Thì tay ga này á, thì cọng dây xanh này á, là điện 5V của con IC điều tốc á, là cái bo đó nó sẽ cung cấp cho cái tay ga. Ở đây là mát, còn cái cọng dây xanh này á, là cọng dây tín hiệu từ cái tên tay ga nó sẽ gỡ xuống cái bo để mà nó điều khiển là lên ga xuống ga, nó giống như cảm biến TP của là xe tay ga vậy đó. Đó, thì mình tiến hành xong ok phần này rồi, là phần này còn sẽ được bình với ống ga là ok rồi. Thì mình tiến hành kiểm tra cái động cơ trong đây, thì sau này mình tiến hành động cơ này, mình kiểm tra coi cái động cơ này nó có bị hư không, nó có bị hư ba pha hay là ba cái con mắt ba pha không, thì mình sẽ dùng thiết bị mình kiểm tra. Thì đây mình sẽ tiến hành kiểm tra, thì mình cũng dùng cái thiết bị này. Đó, thì trên đây nó sẽ có cái mắt động cơ ở đây. Đây là 5 dây cộng dây mắt động cơ ha. Thì mình sẽ gắn vô đây. Đó. Ok. Còn 3 cộng dây ba pha. 3 cộng dây ba pha nó, thì mình sẽ gắn xanh lá vô xanh lá. Xanh dương vô xanh dương. Vàng vô vàng. Đó, thì mình sẽ kiểm tra nó. Thì ok, thì mình sẽ mở đèn lên, nó mở đèn lên mình sẽ quay cái bánh nhẹ nè, rồi nó thì ba cái đèn mà nó chớp sáng nhanh như vậy đó, là cái này là ba cái con mắt động cơ, nó là giống như là ba con mắt động cơ là ba cái mắt động cơ tín hiệu đó. Đó,
nó sẽ kích khi mà mình nhận, khi mà nhận được tín hiệu từ ở trên tay ống gà xuống đó, thì ba cái con mắt này nó sẽ cảm ứng được, nó sẽ báo hiệu về cho con đi xe, là tức là mình lên ga nó sẽ điều tốc nó chạy đó, nó giống như gan như xe tay ga vậy đó. Đó thì ba con dây đông, ba con dây ba pha này nè, đó thì ba con dây lớn rồi mở đầu mình quay mạnh, thì ba cái đèn kế bên, ba cái đèn ba pha đó nó sẽ chớp nó, mà cái đèn đó là đèn ba cái ba pha bên nó sẽ tối hơn nó, nhưng mà đó là ba con dây ba pha thì nó sẽ sáng, còn ba dây tín hiệu là ba cái dây ba pha nó sẽ tối hơn là ba cái dây mà tín hiệu ba con mắt độc đó. Thì ok, thì mình sẽ xác định rằng là chiếc xe này là nó là cái động cơ này nó sẽ không hư đó, thì nó sẽ hư, đó là chính xác là tay ga không hư, động cơ không hư, thì chắc ăn là nó sẽ hư cái body block này đó. Đó, nó hư cái body block này thì mình nó báo khách hàng là hai cái body block này vô đó, thì ok hai cái body block này vô là ok đó. Còn nó hư cái gì á thì mới mốt thì những video sau thì mình sẽ làm, một là nó sẽ hư ba cái bao pha này đó, ba cái bao pha này, hoặc là nó sẽ hư cái điện á, hoặc là nó hư cái điện mà điều khiển cái dây 5V này nè. Nó đây là dây 5V nè. Dây 5V nè. Nó không nó giống như nó vô mà nó không có phát, nó hư cái mạch, nó điện nó mạch để mà tiết chế mà điện 48V thành 5V đó, thì nó không điều khiển được tất cả hệ thống, là nó không cung cấp điện 5V cho máy này. Thì những video sau đi mình sẽ làm, mình sẽ tháo cái trọng ra để mà cho các bạn xem. Đó. Thì hiện tại là bên mình đó vẫn có bán cái máy đọc lỗi test này nè. Anh em mà mới biết làm xe điện gì đó, hay là muốn làm xe điện đó, thì muốn mua cái bộ phận test này nè, thì bên mình sẽ có bán nha. Đó. Đây số điện thoại của mình đó là 0984 308584. Đó, mà nhắc lại là số điện thoại của mình là 0984 nha, 308584. Thì anh em mới biết làm xe điện hay là muốn làm xe điện gì đó thì muốn mua thiết bị này đó. Đó, mà không biết đó, muốn cần mình hỗ trợ thì liên hệ mình sẽ hỗ trợ cho anh em ha. Chúc anh em mà chưa biết làm xe điện nè mà muốn làm xe điện sẽ thành công. Rồi, mình chào tất cả các bạn nha.